đầu cuối lại diêu kỳ hoàng màu. Xin mẹ phô điển lành đó trẻ trần gian, từ lâu con trẻ bơ vơ không thông nguồn cội bến đi bờ là đâu. Hôm nay con rõ đuôi đầu nhờ huynh nhờ tỷ ngõ hầu phân qua kim bàn ngọc lỗ bài ra. Mẹ sanh đi mẹ dưỡng nguyên nhân xuống trần, ra đi mẹ đã ân cần, mẹ cho tám mươi chữ phòng thân trở về trần. Miền lắm đi nỗi u mê, tổ sắc tài khí nào nề thân con, để cho lòng mẹ hiếu hôn ngày đêm. Mẹ đợi mỏi mòn cùng diêu, mẹ con về gặp lại mẹ cha cầu xin đi hoàng mẫu thứ tha. Con khờ hôm nay con nguyện con thờ vua cha mẫu mẹ kịp giờ kỳ ba. Mẹ ơi lòng trẻ thiết tha, ăn năn sám hối tại gia tu trì. Con dành ngủ với tam quy, đạo tâm ý con nguyện hôm nay trao dồi. Đạo nhân con bồi tu bòn phước đức trả rồi nghiệp xưa. Con nguyện tụng niệm sớm mấy trưa, ăn năn đi sám hối tội xưa tiêu lần. Cầu xin các đấng hoàng ân, cầu xin mẹ phụ quyền di lòng thành con trẻ hôm nay nguyện cầu. Cầu xin mẹ rưới phước màu truyền cho ba tánh đi đạo sâu tu hành. Ngày lòng thành cầu người cường báo lòng lành sửa tôn. Trần miền như tế trân y lô, cầu cho ba tánh rừng nhu tu hiền. Mọi người gặp được thiện cái tà quy chánh cõi thiên được về. Bao nhiêu tội lỗi lầm mê, ăn năn sám hối
xưa lời Phật rõ ràng, thành thì tâm y sáng hối tỏa vàng nước lên. Nhưng người trần hạ lại quên mãi đua tài trí bọn chen tước quyền, càng ngày si tối đạo điên làm nhiều tội ác chẳng kiên thánh thần, lại còn khinh rẻ tư ân chỉ trọng tài vật nghĩa nhân chẳng màng. Hôm còn có ít hàng nhắc nhở đồng đạo cùng đàn trẻ thơ, bao năm con cùng dạy khờ gây nhiều nghiệp chướng nuốt như cùng nhiều, mai nhờ con con nguyện giác ngộ ăn y nắng ngày đêm cầu nguyện siêu thăng phù quyền, làm người không biết cơ tổ tiên ông bà cha mẹ thì xiền rất khó. Sớm đi lo kêu chạy, nếu con để giả riêng tay cứ mãi cần hạ biết ngày nào lớn, ai mà ân nghĩa báo đàn tu nhân tích đi đức được thượng hư không diêu trì kim mẫu từ tôn cảm ứng chứng minh A Di Đà Phật. Trẻ tưởng niệm hàng màu kinh mẹ hiền phủ ở điện độ an, ba gia ba tâm sớm làng mau mau tỉnh đi giấc kể vàng từ đây, đừng tưởng thấy mộng dạng là thật đêm si mê rồi diệt thiện tâm, quên đi Phật pháp diệu thân đó là phương tiện diệt phàm xưa nay, kiếp người mãi đua chén danh lời, quên hẳn đi trung tính ở đời, mãi ham tiền bạc chơi bời, tháng ngày quên mất những lời mẹ khuyên.
không hại gì bằng tu nhập tâm. Xem thường sĩ diện tình thâm, vừa chung y bàn đó ầm ầm y đánh y nhau. Lại chưa nói ân y thâm nghĩa trọng, khi rượu vào mắng chửi mẹ cha, quên đi công y đức ông bà phải chăng vì rượu con là bất nhân. Trong các tội hiếu ân nghi là trong, xin khuyên người tỉnh nghi mộng ăn nghi nắng, làm con phải giữ đạo hằng, thờ cha kính nghi mẹ ông bà tổ tiên. Đôi anh chị cùng là em út, phải xử sao cho trọng nghĩa tình. Thân y kia màu nọ như anh, thương yêu dòng giúp giữ gìn tông môn. Ta dùng giúp bằng lời khuyên bảo, ta giữ gìn cho rạng giống nồi, khuyên nhau đừng ở lôi thôi, cùng nhau hòa thuận người người ngợi khen. Tình chồng vợ cũng là nghĩa trọng, khuyên cùng đừng yểm cụ kinh y tân. Vợ chồng phải phân phân, chồng khuyên vợ già mười phần yên vui. Đừng nghĩ thế làm ra tiền bạc, rồi mỗi người lẫn hiếp lẫn nhau. Nồng lên lớn tiếng mày tao, bên nội bên ngoài sới đào bới lên. Người đời nhớ ông bà đâu bào, con cháu mình ăn ở như vậy. Bởi xưa nghiệp chưa dày đầy, không bòn phước đức chớ rài than gian. Bởi xưa lời Phật rõ ràng, tu thân sửa tâm thiên đàng được lớn. Cúi đầu cầu khẩn cha hiền, xin cha nương nhẹ trần miền chúng con. Từ lâu phúc đức không bỏ lầm, mê tài vật thường còn thật sai. Để
đầu dòng bãi kim giới tình cha tấu mẹ hôm nay con nguyện anh ngay ở thần thiện duyên dùng lời nhân nghĩa bao khuyên mọi người nói theo tính Phật ở đời dù cho nghèo có một lời không thay đêm ngày cầu nguyện giữ lại nam mô sáu chữ thảo ngay kính nhường một lòng một dạ thiện cầu xin ý tam bảo ơn trên độ người đạo đức qua bên giác ngàn cầu xin Phật tổ Tây Phương độ người cần thế hùng quan thành tiền ai mà ăn ở thiện duyên cầu xin ý ngọc đế chư thiên độ dầm ai mà lạc lòng bờ mê xem thường tội phước nào nề thân nhớ mau mau sám hối kịp giờ trao dồi tâm ý đạo sáng đỏ kỳ lời kêu gọi thiết tha ai ơi thức tình đi ráng mà tu tâm thấy người cùng khổ ân cần hỏi thăm sách đi dốc vàng cánh không bằng thấy người bệnh tật khó khăn ra tay bố thí phước tăng hòa lùi giúp người bớt khổ mình vui phương tiện bố thí tội lui tức thì cầu xin chư Phật từ bi độ người sám hối sân si bỏ dần ai mà làm phước thì làm nhân dù gặp tai họa thánh thần cứu cho thấy đời mà không y lo không tu không sửa mãi lo làm giàu rồi đây gặp lượng sóng đào vàng rồng bạc nén làm sao giữ con đôi lời nhắn nhủ bà con sớm diền cô bác kháng bòn phước đi đêm ngày niệm chữ từ bi tâm kia tính đi nọn sửa đi kịp giờ
sau này trở lại cung vi, hầu cha hầu mẹ còn chi vui mừng. Xem rồi đại hội giữa lần, thấy đời thành trị như đường yêu xưa. Bây giờ tập xong y muối dưa, trao dồi đạo đức để chừa tâm y tham. Riêng lòng tu sửa sắc phàm sớm trưa, chung kệ luận đàm thiên nhân. Khuyên đừng tính ni thiện so hơn, cùng nhau tu sửa cách ni hờn ích chi. Lòng mình đã chọn từ bi, thấy sai thì sửa còn chi quý bằng. Cầu xin y tam bảo gia tăng, đó người đạo hạnh thần đàn chánh tu. Đầu dòng bài ơn trên Phật tổ, cứu độ người bớt khổ lầm mê. Trần gian lắm nỗi ê chề, tu tâm dưỡng tánh tìm về quê xưa. Còn say đắm đam mê vật chất, càng lúng sâu khó vật chân ra. Chơi vơi trong bể ái hà, tử sanh sanh y tử thật là chi bằng. Kinh kể hôm nay rèn lòng sửa tâm đi, tháng ngày thông dông. Dù cho bão táp mưa phong, kiên tâm định đi tâm như không. Con nhờ đức từ bi, vô thương gì bởi sân si hại mình. Trôi lăn trong kiếp phù sinh, hiệp tan than hiệp lục bình trôi sông. Đến khi trời trở gió đông, cánh bèo tan rã khó mong hiệp thành. Bây giờ còn kiếp nhân sanh, đó là phước lớn lòng lành ráng tu. Ai mà học được chữ nhu, tiếp theo chữ nhận như màu sáng ra.
bởi vì trong cõi tơ bà dục lạc cám mê dỗ như là ma dương. Thấy người chưa tâm thì ương đem lòng khuyên bảo dễ thường khó nghe. Phải chi ai cũng kiêng dè sợ tội, sợ lỗi khác mà tu thân, để sao dứt bỏ xác trần Tây phương tịnh độ an nhàn thấm thơi. Tham chi dục lạc trong đời là đường luyến ai đến nơi vô thường. Thấy đời lầm lạc mà thương, không hồi tâm lại tìm đường tu thân. Tu là báo bổ tư ân, hoa hồng ấp lạnh sống thân tại tiền. Thuốc thang bồi bổ thông quyên, sớm thăm y tối chớ rời. Chẳng may cha mẹ qua đời, phần làm em út nghe lời trưởng huynh, làm anh phải trọn nghĩa tình hết lòng đầm mì bọc giữ gìn tâm môn. Đó là đạo đức trường tồn cầu cho cô cầu xin y tam bảo ơn trên độ con trí tuệ lập nên đạo màu, độ người khắp cả năm châu chán chê vật chất trồng cầu nghĩa nhân. Người người một giả tương thân, kẻ giàu người có lần lần sửa tu.
tu là bỏ lòng bỏ dù xê sáng cho lắm không bằng Nam Mô. Ráng tu khỏi đỏ tam đồ tập làm bố thí lần vô cửa thiền để rồi sớm tối cần chuyên hiểu thông cầu xin từ phụ Thích Ca đó người sám mà hối bước qua giác ngàn cầu xin Phật tổ Tây Phương soi chuyển đạo pháp độ an thế trần là ư bước cơ bằng nạn tai
rào bước ra kinh người người. Sau này như thế hoa tươi liên hoa mà hoa phẩm là lòng
lời ngọc châu tu hiền. Chúng con xin nâng tâm hoằng pháp đến mọi nhà. Còn hương đời long hoa Di Lạc tôn dương Phật, xin trời đất chứng nghi minh lòng hiếu trẻ tâu qua. Trong kỳ ba thân trụ xin mẹ hiền điển phụ tình thương, để cảm ứng chứng minh tâm thành của trẻ lỗi lầm. Con xin nguyện bốn miền thập phương trong bồn đào và huynh để gần xa gặp được kinh Long Hoa pháp nguyện tu tinh tấn quy về giới màu xin. Nam mô vô thượng hư không diêu trì hoàng màu, vô cực đại từ tôn cảm ứng chứng minh. Sanh thường trụ chân ni pháp minh, Như Lai quá khứ tỳ bà thí Phật. Nam Ngọc Hoàng Phổ Độ Đại Thiên Tôn, Nam Mô Thập Phương Tam Thế Chư Phật Thượng Trụ Tam Bảo, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hoàng mẫu nhu lòng xót thương
màu hồ duyên, gặp trong đồng đạo người hiền biết tôn. Lòng con tình tấn công phu, quyết lòng chẳng để mờ lũ đạo hiền. Ngày nay tiếp bơ điện thiên liên, trình cha tấu mẹ minh duyên ghi lời. Nguyện trên hoàng mẫu chương tòa, cũng là chữ gì thấm đi thần Phật tiên. Chứng y lòng Phật tử họ Phan, Lan Anh tên gọi dậy thời ngày. Đầu cuối lại diêu kỳ hoàng mau, xin mẹ phô điển lành đó trẻ trần. Từ lâu con trẻ bơ vơ không thông nguồn cội bến đi bờ là đâu. Hôm nay con rõ đuôi đầu, nhờ huynh nhờ tỷ ngõ hầu phân qua. Kim bàn ngọc lỗ bài ra, mẹ sanh đi mẹ dưỡng nguyên nhân xuống trần. Ra đi mẹ đã ân cần, mẹ cho tám ý chữ phòng thân trở về. Trần lắm hy nổi u mê, tổ sắc tài khí nào nề thân con. Để cho lòng mẹ hiếu hôn, ngày đêm mẹ đợi mỏi mòn cùng diêu. Mẹ ơi mẹ đổ cho con trẻ cầu kiều bước qua. Con về gặp lại mẹ cha, cầu xin đi hoàng mẫu thứ tha con khờ. Hôm nay con nguyện con thờ lòng trẻ thiết tha, ăn năn sám hối tại gia tu trì. Con dành ngủ với tam quy, đạo tâm ý con nguyện hôm nay cao dồi. Đạo nhân con bồi tu bòn phước đức trả rồi nghiệp xưa. Con nguyện tụng niệm sớm mấy trưa, ăn năn đi sám hối tội xưa tiêu lần. Cầu xin các đấng hoàng ân, cầu xin mẹ phụ quyền di,
lòng thành con trẻ hôm nay nguyện cầu. Cầu xin mẹ rưới phước màu truyền cho ba tánh đi đạo sâu tu hành. Ngày nay dời tâm lòng thành cầu người cường bảo lòng lành sửa tôn. Trần miền như tế trăng lô cầu cho ba tánh rừng nhu tu hiền. Mọi người gặp được thiện duyên cái tà quy chánh cõi thiên được về. Bao nhiêu tội lỗi lầm mê ăn năn sám hối được về lạc bang. Khi xưa lời Phật rõ ràng thành tâm sám hối tỏa vàng nước lên. Nhưng người trần hạ lại quên mãi đua tài trí bọn chen tước quyền. Càng ngày si tối đạo điên làm nhiều tội ác chẳng kiên thánh thần. Lại còn khinh rẻ tư ân chỉ trọng tài vật nghĩa nhân chẳng màng. Hôm nay còn có ít hàng nhắc nhở đồng đạo cùng đàn trẻ thơ. Bao năm con cùng dạy khờ gây nhiều nghiệp chướng nuốt như cùng nhiều. Mai nhờ con ngẫu cũng ở diêu quay thần tam bảo đủ điều thiện căn. Con nguyện giác ngộ ăn y nắng ngày đêm cầu nguyện siêu thắng cô quyền. Làm người không biết cơ tổ tiên ông bà cha mẹ thì xiềng rất to. Khuyên ai chớ có đắn đo đó là sự thật sớm đi lo kêu chạy. Nếu con Nam mô vô thượng hư không diêu trì kim mẫu từ tôn cảm ứng chứng minh A Di Đà Phật. Trẻ tưởng niệm ơn trên hoàng màu kinh.
biển đổ mang. Ba gia ba tâm sớm làng mau mau tỉnh đi giấc kể vàng từ đây. Đừng tưởng thấy mộng vàng là thật, đêm si mê rồi diệt thiện tâm. Quên đi Phật Pháp diệu thâm, đó là phương tiện diệt phàm xưa nay. Kiếp người mãi lại quên hẳn đi trung tính ở đời, mãi ham tiền bạc chơi bời, tháng ngày quên mất những lời mẹ con. Hư hồng ham mê chè râu, không hại gì bằng tu nhập tâm. Xem thường sĩ diện tình thắm, vừa chung y bàn đó ầm ầm đánh y nhau. Lại chưa nói ân ý thâm nghĩa trọng, khi rượu vào mắng chửi mẹ cha. Quên đi công nghi đức ông bà phải chăng, vì rượu con là bất trong các tội hiếu ân nghi là trong. Xin khuyên người tỉnh nghi mộng ăn nghi nâng, làm con phải giữ đạo hằng, thờ cha kính nghi mẹ ông bà tổ đòi. Anh chị cùng là em út, phải xử sao cho trọng nghĩa tình. Thân y kia màu nọ như anh, thương yêu dòng giúp giữ gìn phong. Ta dùng giúp bằng lời khuyên bảo, ta giữ gìn cho rạng giống nồi. Khuyên nhau đừng ở lôi thôi, cùng nhau hòa thuận người người ngợi khen. Tình chồng vợ cũng là nghĩa trọng, khuyên cùng đừng yểm cụ kinh y tân. Vợ chồng phải phân phân, chồng khuyên vợ già mười phần yên vui. Đừng nghĩ thế làm ra tiền bạc, rồi mỗi người lẫn hiếp lẫn nhau. Nồng lên lớn tiếng mày tao,
đời nhớ ông bà đâu bào. Con cháu mình ăn ở như vậy, bởi xưa nghiệp chưa dày đầy không bòn phước đức chớ rài than gian. Bởi xưa lời Phật rõ ràng tu thân sửa tâm thiên đàng được lớn. Cúi đầu cầu khẩn cha hiền, xin cha nương nhẹ cần miền chúng con. Từ lâu phúc đức không bỏ lầm, mê tài vật thường còn thật sai. Đề đầu dòng bãi kim giới, tình cha tấu mẹ hôm nay con nguyện. Anh ngay ở thẳng thiện duyên, dùng lời nhân nghĩa bao khuyên mọi người. Nói theo tính Phật ở đời dù cho nghèo có một lời không thay, đêm ngày cầu nguyện giữ lại. Nam mô sáu chữ thảo ngay kính nhường, một lòng một giả thiện cầu xin ý Tam Bảo ơn trên độ người đạo đức qua bên giác ngàn. Cầu xin Phật tổ Tây Phan độ người trần thế hùng quang thành thiền. Ai mà ăn ở thiện duyên, cầu xin Ngọc Đế chư thiên độ dầm. Ai mà lạc lòng bờ mê, xem thường tội phước nào kịp giờ, trao dồi tâm ý đạo sáng đỏ kỳ ba. Mấy lời kêu gọi thiết tha, ai ơi thức tình ý ráng mà tu tâm. Thấy người cùng khổ ân cần, hỏi thăm sách đi dốc vàng chẳng không bằng. Thấy người bệnh tật khó khăn, ra tay bố thí phước tăng hòa lùi. Giúp người bớt khổ mình phương tiện bố thí tội lui tức thì.
cầu xin chư Phật từ bi độ người sám hối sân si bỏ dần. Ai mà làm phước đi làm nhân dù gặp tai họa thánh thần cứu cho. Thấy đời mạt pháp không lo, không tu không sửa mãi lo làm giàu. Rồi đây gặp lượng sống đào vàng rồng bát nén làm sao giữ con. Đôi lời nhắn nhủ bà con sớm diền cô bác kháng bòn phước đi. Đêm ngày niệm chữ từ bi tâm kia tính đi nọn sửa đi kịp giờ. Sau này trở lại cung vi hầu cha hầu mẹ còn chi vui mừng. Xem rồi đại hội giữa lần thấy đời thành trị như đường yêu xưa. Bây giờ tập sông y muối dưa trao dồi đạo đức để chừa tấm y tham rèn lòng tu sửa sắc phàm sớm trưa kinh kệ luận đàm thiên nhân khuyên đừng tính đi thiện so hơn cùng nhau tu sửa cách đi hờn ích chi lòng mình đã chọn từ bi thấy sai thì sửa còn chi quý bằng. Cầu xin y tam bảo gia tăng đó người đạo hạnh thần đàn chánh tu. Đầu dòng bài ơn trên Phật tổ cứu độ người bớt khổ lầm mê. Trần gian lắm nỗi ê chề tổ tâm dưỡng tâm tìm về quê còn say đắm đam mê vật chất càng lúng sâu khó vật chân ra chơi với trong bể ái hà tử sanh sanh y tử thật là chỉ bằng kinh kệ hôm nay rèn lòng sửa tâm đi tháng ngày thông dông. Dù cho bao
tâm định thì tánh như không có gì. Thương con nhờ đức từ bi, vô thương gì bởi sân si hại mình, trôi lăn trong kiếp phù sinh hiệp tan than hiệp lục bình trôi sông. Đến khi trời trở gió đông, cánh bèo tan rã khó mong hiệp thành. Bây giờ còn kiếp nhân sanh, đó là phước lớn lòng lành ráng tu. Ai mà học được chữ nhu, tiếp theo chữ nhận như mồ sáng ra. Bởi vì trong cõi ta bà dục lạc cám mê dỗ như là ma dương. Thấy người chưa tỉnh thì thương, đem lòng khuyên bảo dễ thường có nghe. Phải chi ai cùng kiên dè, sợ tội sợ lỗi khác mà tu thân, để sao dứt bỏ xác trần. Tây phương tịnh ý độ an nhàn thấm thơi, tham chi dục lạc trong đời là đường luyến ai đến nơi vô thường. Thấy đời lầm lạc mà thương, không hồi tâm lại tìm đường tu thân. Tu là bao bộ tư ân, hoa hồng ấp lạnh sống thân tại tiền. Thuốc thang bồi bổ thông quyên, sớm thăm y tối duyên thường xuyên chớ rời. Chẳng may cha mẹ qua đời, phận làm em út nghe lời trưởng huynh. Làm anh phải trọn nghĩa tình, hết lòng đầm mì bọc giữ gìn tâm môn. Đó là đạo đức trường tồn, cầu cho cô bác đi đạo chân tu hiền. Ngày ngày cầu nguyện chư thiên, độ cho ba tánh trần miền sáng tu. Tu sao bỏ quán quên thù, từ bi hỷ xả thầm thắm pháp lành. Tu sao bỏ
bỏ lòng quán trả thù dơ, tương thân tương ái giờ giờ chớ quên. Cầu xin y tam bảo ơn trên độ con trí tuệ lập nên đạo màu, độ người khắp cả năm châu, chán chê vật chất trồng bầu nghĩa nhân. Người người một giả tương thân, kẻ giàu người khó lần lần sửa tu. Tu là bỏ lòng bỏ dù xê sang cho lắm không bằng nam mô. Ráng tu khỏi đỏ tam đồ tập làm bố thí lần vô cửa thiền. Để rồi sớm tối cần kiên hiểu thông kinh y kệ kết duyên Phật Đà. Cầu xin từ phụ Thích Ca độ người sám hối bước qua giác ngàn. Cầu xin Phật tổ Tây Phương soi chuyển đạo pháp độ an thế trần. Xưa kia hung dữ bội phần, hôm nay sửa tánh gieo nhân hòa lành. Ai ai cũng có lòng thành thở trời chính ni Phật phát sanh ni Bồ Đề. Xưa thì dục lạc lầm mê, ngày nay sáng má hối lần về quê xưa. Điều trì mẹ đợi sớm trưa, con nào thức tỉnh mẹ đưa rước về. Kim giai con được hậu kề hậu cha hậu mẹ mong sao ba tâm ni chí thành ăn năn ni sám hối phước sanh qua lùi. Đã tu khuyên chớ dễ vui, gắn công rèn tâm lao chùi thân tâm bỏ sự sai lầm, năng hành bố thí diệu thâm pháp màu. Tu hành Phật chẳng bỏ đâu, khuyên cùng cô bác mau mau sửa mình. Lưới trời lòng lòng làm sao tránh cõi thiên đình quá ban.
bây giờ ta chịu cơ hàng theo chân Phật pháp tai nạn sẽ qua. Mong ai quy kính chánh tà chọn đường chánh đạo để mà tu tăng, tu là biết trong thánh lý thần. Bà con cô bác nghĩa nhân phải tròn, tu mà phước đức không ở bọn, còn chi thân. Tu là làm phước làm nhân, giúp người là ư bước cơ bằng nắng tay. Mặc ai đùa trí phô tài, thiện lương ta giữ ngày ngày kể kinh. Đường ngay nẻo tăng đăng ở trần, thông dòng rào bước rẽ kinh người người. Sau này như thế hoa tươi liên hoa mà hoa phẩm là người mà sanh ta. Nam mô sao chờ Di Đà thường xuyên mà tống niệm, thân tâm an nhàn nhẹ nhàng bước tới lạc mang. Sao còn mà quay lại thì để đổ đời tịch đi đức tu thân ơi, bước đi mà lợi lạc thì nghĩa giới nhân phải trọn ngày. Làm người biết niệm từ bi, thân tâm bi khẩu tu thì phải sống thanh ni bằng, cầu xin ni tam bảo hồng ân phù này. Hạ quân sắp tới hết đây, không tu không sửa hội này hết trơn. Tu không hờn, gặp người biếm nhẹ chẳng sợ lòng ta. Mong sao thoát cảnh ta bà, về miền mà cất lạc Phật Đà. Lời thánh cao
phá nhào vô minh. Mình y tâm kiên tâm y dữ dành à, ơn lòng mà tu niệm ấy, thất tình phải hà sang bờ mê bên giác lần qua gặp chữ Bồ Tát để mà cùng con cuối lại đặng tam giới tôn nghi mạng cùng mười phương Phật. Nay con nguyện nghi pháp nguyện rồng tiếp điện khứ mẫu hoàng lắp thầm kính long đình trong ngày hỏi triều cuối xin mẹ chỉ dạy lời ngọc châu tu hiền. Chúng con xin nâng tâm hoằng pháp đến mọi nhà. Còn hướng đời long qua Di Lạc tôn vương Phật, xin trời đất chứng nghi minh lòng trong kỳ ba thân trụ. Xin mẹ hiền điển phụ tình thương để cảm ứng chứng minh tâm thành của trẻ lỗi lầm gặp được kinh Long Hoa pháp nguyện tu tinh tấn quy về giới mẫu xin lại mẹ chứng minh. Nam mô vô thượng hư không diêu trì hoàng mẫu vô cực đại từ tôn cảm ứng sanh thường trâu chân ni pháp minh Như Lai quá khứ tỳ bà thí Phật. Nam mô vốn di thiên cung huyền cung cao thượng đế ngọc hoàng phổ đồ Phật thượng trụ tam bảo. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tát Đại Chứng Minh. Chúng
sinh khổ ai vô biên, con thề miệng độ tỳ duyên cứu người. Phiền não sân hận khắp nơi, con thề nguyện diệt để vui vào lòng. Pháp Phật sâu rộng mênh mông, con thề nguyện học cho thông kiếp này. Dù đường đau lắm trong gian, con thề nguyện đạt Như Lai hiện tiền. Tâm thành hòa quyện lời kinh, ơn trên hoàng mẫu nhủ lòng xót thương. Ngày nay trần thế người hiền, phát tâm ánh tâm bộ kinh khuyên đời. Đời tu niệm dòi trao, lưu truyền bá tánh gần xa tu hiền. Nghe kinh Phật mẫu hộ duyên, gặp trong đồng đạo người hiền biết tu. Lòng con tin y tấn y công phu, quyết lòng chẳng để mờ lũ đạo hiền. Ngày nay tiếp bơ điển thiên liên, trình cha tấu mẹ minh duyên ghi lời. Nguyện trên hoàng mẫu chương toàn,